Hôm nay mình có mặt ở trên Tây Phú các bạn, để cùng với chốt nè. Hôm nay có chốt không có chú Ba nha, tại hổm được rồi mình đi hạ nó còn còn cù lại cái cây sung này nữa, cây sung với cây gáo với cây mai nước nha bạn. Cây sung này mình phải lên mé nha, tại nó ngã ngang lộn nè, hổm nó cháy đỏ cho nha bạn. Giờ cái nó tàn hết rồi, cái rụng chuỗi hết trơn rồi. Giờ nó con chuẩn bị lên nha bạn. Giờ nó mới lên nha bạn. Sung này có trái đẹp luôn nha bạn, trái nó chín đỏ ở đó chưa luôn là mình quay lại. Quá trời bụi luôn, cái này mùa nắng đâu có bụi dữ như bụi. Đây đường, đây đường nông thôn á, người ta đổ đá mi luôn. Oh.
Qua hai ơi. Chốt với anh đang kéo này đã cho mình bên từ thiện rồi này đã cho mình ta cho nguyên đám đó. Mình thấy chắc dọn một bằng hết rồi anh. Oh.
Lớn lắm nghe bà. Cưa cưa mặt dưới. Lấy cái lóng nó ngay đi. Nữa mình xả thử coi. Thấy thịt đẹp quá nè. Này chắc ngon hơn còn. Đẹp quá, sự đẹp luôn. Lên găng luôn. Găng này nó có dễ rồi. Sâu sâu vô chút. Chị hao đúng rồi. Chị hao không? Đây chứ. Lấy thử khúc coi. Xong cái này để anh hạ xét cái gáo mình quay luôn cái gáo này rồi hạ xét nó luôn luôn. Giờ để quanh hạ xét gốc gáo luôn nha. Cái gáo trắng nha anh. Nằm sát với kinh luôn. Cắt mình cho lên bên đây luôn nha. Giờ chú ba. Ô chú Út với anh quanh luôn tiếp kéo luôn nha. Lại là gì không rồi nghe các nghe chẳng xe dưới chốt người chặn hướng nha, tại vì xe trên đồng nó đi làm ruộng á. Kéo hướng này luôn rồi, ngay giữa đường luôn. Chị bị lép rồi, quá trời lép rồi. Giờ tiếp tục anh Hải lên ảnh mé bớt cái sung nó luôn mà. Cái sung này nó cũng nằm cặp mé sông mà nó hơi nhỏ nha. Cái dài cái nhánh mây nước nó mình thể xét ấy đi, nó sắc xuống luôn à. Nào có giống, không có giống đâu. Cái dài nhánh mây nước rồi. Nó sợ gãy nhánh nước. Xe nhánh mày nước luôn. Đúng trên nè, trên sống nè. Xe nhanh mày nước
nước á, nhắn nó chọt vô đó, thấy không? Ờ. Ta xé nhắn nó nước luôn cho nhắn nó chọt vô. Ờ. Ta xé nhắn nó nước cho. Ta xé nhắn nó nước vô cho ai xé nhắn nó. Cái đó chúng nó chọt vô mặt rồi, chứ vẫn chơi. Chứ chọt vô liền á. Chọt đây đó, phải vô. Để làm trốn hơi bịch đâu. Này hả, sao cho nằm gặp mé dưới này khỏi dọn nghe mấy nước không á, gai không à. Không có tay chân mà đút vô đâu nha. Thôi, nó dính nhánh rồi. Cái này giờ không nổi đâu á, hãy hỏi hãy coi. Như nước mà sợ rồi. Nó đầm dữ lắm. Để chân mình nó mang. Ai lấy chân gì gì. Chúc mình sinh nhật gì đó. Đã kéo kìa, chuyện nhiều quá. Xong nha, xong hết cả hai cây sung với cây gáo nha. Còn cái cây này mình hạ cho nó làm cặp dưới đây với nó xong mà mình để nó cặp mé luôn.
xin kết thúc clip này đây nha. Các bạn clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha.